Đêm nay khả năng mất ngủ. Tại vì nó thật đấy là lần thứ 3 tôi quay cái video này rồi. Hôm nay thì Hà Nội trời nó mưa rào ấy. Tôi quay một tí mưa thì cái phòng tôi nó khá là ổn, cách âm kém. Thế nên là rào như kiểu tôi đang đứng dưới mưa tôi quay video này cho các bạn vậy. Thế nên là tôi lại hoãn rồi tôi lại bật, tôi lại quay. Bây giờ không biết lần này có thành công hay không, nhưng thôi tranh thủ cách nhanh nhất để có thể giới thiệu nhà hàng một trong những chai nước hoa sẽ có ở trong list nước hoa mùa hè giá rẻ dưới 3 củ khoai dành cho các bạn nam. Thực ra thì con này unisex dùng được hoàn toàn và tôi đã ém con này trong một thời gian khá dài, và video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tên của em nó là gì và tại sao mình thích em nó đến như vậy để có thể giới thiệu đến các bạn. Bắt đầu nhá. Chai nước hoa mình muốn nói tới ở đây đến từ một nhà hương Thái Lan, đó chính là Tada. Nhà Tada này thì trước đây tôi đã có một cái số podcast nhanh về nhà hương Tada, những câu chuyện cảm hứng sáng tạo cùng với em Trung, chủ của Sensio. Và nếu như bạn nào quan tâm đến Tada thì Sensio cũng là một trong những nơi phân phối Tada duy nhất tại Việt Nam. Các bạn có thể tìm lại ở cái video nó sắp sửa hiện ở đây hoặc là ở phía dưới phần mô tả. Và mùi hương mà mình muốn nói tới trong ngày hôm nay đó chính là Akatsuki. Đây, chính là em đó. Các bạn có thể nhìn qua về phần ngoại hình rất là đơn giản thôi. Và đây là sự kết hợp giữa Tada cùng với Prime. Đối với những người chơi nước hoa vài năm thì các bạn sẽ nghe tới cái tên Prime khá là nhiều. Điển hình như là một vài thương hiệu như là Prime, Izai hay là Visana hay là thương hiệu Trenger. Trenger thì mình nhớ là năm ngoái hay là năm trước nữa thì Trenger cũng rất là hot ở thị trường Việt Nam với một vài mùi hương, thí dụ như kiểu là con Rustic Coffee này, rồi những cái con như là SM Cà Phê hay là Kira Kira, đúng không? Và ngoài ra thì Prime còn là perfumer cho một vài mùi hương indie cực kỳ nổi tiếng, thí dụ như là của Zoologic, các bạn có thể tìm tới con rơi phiên bản năm 2020, hoặc là con lười, hoặc là con tê giác. Tóm lại là cũng rất là tiếng tăm. Ngoài cái việc là nổi thị trường Việt Nam ra thì anh ta cũng đã chứng minh được bản thân mình ở thị trường nước ngoài. Đó là một vài thông tin về Prime cũng như là về Tada. Thì các bạn cùng nhau hãy xem qua về cái phần thiết kế của chai cũng như là cái hộp. Cái hộp này thì tôi thấy rằng là nó rất là vừa vặn và khít, cảm giác cầm nó rất là dễ chịu ấy. Đây là cái hộp của nhà Tada, của Akatsuki. Bao giờ nó có một cái dấu triện ở đây, đây là cái mà tôi cực kỳ thích luôn ấy. Ngoài ra thì trong cái hộp này thì ngoài cái việc có chai nước hoa ra thì nó còn có một cái thông tin để cho các bạn có thể, một cái tờ giấy viết về câu chuyện của nhà hương này thì các bạn có thể tìm thấy ở trong cái hộp này. Đó, toàn bộ là tiếng Anh nhá, để cho các bạn dễ dàng có thể đọc và tìm hiểu. Còn cái phần thiết kế ở chai nước hoa thì cũng rất là đơn giản thôi. Tất cả những cái chai nước hoa của nhà Tada thì đa phần là giống nhau. Đó, với một cái phần nắp có phần làm giống kiểu mấy viên than. Đó. Còn cái hình của chai nước hoa này thì phải nói rằng là đây là một cái hình mà tôi cảm thấy rằng là những cái sáng tạo của nhà Tada họ luôn luôn vẽ một cái bức tranh mặc dù rất là đơn giản, không quá là chi tiết, nhưng mà người dùng có thể dễ dàng từ cái việc thẩm mùi hương cho đến cái câu chuyện là nhìn cái bức ảnh có thể đoán được mùi như thế nào. Thì đây là hình ảnh của nó, một màu xanh và một người đang đi trong một cái rừng với những cái cây cao như cây tre, cây trúc vậy, cảm giác như kiểu của mấy ông samurai Nhật Bản. Cũng có hợp lý đấy. Akatsuki, Naruto, Sasuke đó. Về phần vòi xịt thì nói thật là từ nãy giờ tôi quay 3 lần rồi nên là tôi xịt khá là nhiều lên người, nhưng mà tôi vẫn rất cảm thấy thoải mái và tôi tin là tí nữa tôi vẫn sẽ ngủ ngon, tại vì đây là một cái mùi hương cực kỳ tuyệt vời, rất là dễ chịu, chill, rất là cảm giác kiểu thanh tịnh. Vòi xịt nhá. Vòi xịt thì không quá là tuyệt vời nhưng mà nó ở mức ổn, có thể chấp nhận được. Về cái phần mở đầu của mùi hương này thì đây, mình vừa mới xịt ra đây. Kể cả trên tay mình thì cũng đã xịt cách đây một tiếng rồi. Thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mùi xanh, tươi, đầy sức sống. Oh, tất tần tật, những cái gì nó mang tới thì đúng như cái hình ảnh này. Vẽ một cái màu xanh, một cái mùi xanh cực kỳ tuyệt vời, phải nói như vậy. Tôi mê con này, tôi không biết dùng từ ngữ như thế nào để mô tả về em nó. Và ngay lập tức khi mà mùi hương này nó chạm lên da tôi, từ ngày đầu tiên xịt cho đến kể cả bây giờ,
là khoảng tầm 1 năm thử em nó. Thì nó như kiểu mỗi lần mặc nó đưa tôi trở lại tuổi thơ vậy. Nó giống như những ngày bé khi mà tôi bắt đầu đi học tiểu học và tôi được đi tham quan. Cái thời gian đó thì nó khá là lâu rồi. Và cái việc mà các nhà trường tổ chức đi tham quan như kiểu ao vua, như kiểu suối tiên ấy, nó là một cái gì đó rất là hào hứng. Tôi kiểu mất cả đêm không ngủ được chỉ để kiểu sáng sớm dậy tránh bị muộn để có thể được đi tham quan. Bây giờ thì tôi thấy các bạn nhỏ, các cháu được đi tham quan những cái nơi nó mới mẻ hơn, nó nhiều hoạt động hơn. Nhưng mà với tôi ở thời điểm đó thì tôi là một thằng sinh ra ở thành phố. Cái việc mà tiếp cận với nhà cao tầng, với đường bê tông, rồi xe cộ tấp nập, nó làm chuyện quá bình thường. Thế nên khi mà tôi được đến một cái không gian hoàn toàn mới, một cái nơi mà có suối đá, có những cái rừng cây thăm thẳm, nó rất là mới mẻ và tôi kiểu ghi nhớ mãi đến tận bây giờ. Cái ngày đầu tiên tôi đặt chân lên kiểu ao vua ấy, tôi nhớ mãi. Cái cảm giác đó là một cái ngày mà trời vừa có một cái cơn mưa lớn ngày tối hôm trước, mà tôi còn lo sợ rằng là nó sẽ hoãn ảnh hưởng tới cái chuyến đi tham quan của tôi. Nhưng mà không, ngày hôm sau khi tôi lên xe tôi đến đó thì lúc mà tôi bước xuống, tôi thấy thiên nhiên nó thật là hùng vĩ. Mưa này nó mang tới đúng cái cảm giác như vậy, một cái làn gió thổi từ sâu trong núi qua những cái rễ cây thổi vào người, một cái mùi xanh, một cái cảm giác kiểu đầy sức sống, một cái cảm giác rất là kiểu thiên nhiên, rất là chill, và nó mang tới một cái sự thoải mái, thanh bình, dễ chịu ngay phần top nốt, giống hệt cái cảm giác lần đầu tiên được đi tham quan. Và cái mùi hương này sau 15 phút thì các bạn sẽ nhận thấy nó có một cái vai mùi hơi đất ẩm. Đất nó có cái cảm giác mềm mại, tơi xốp, như kiểu đúng kiểu là tối hôm trước vừa mưa to xong ấy, nó theo gió, nó đi theo cái hơi hướng xanh cùng với cảm giác đẫm nước thổi vào mũi của bạn. Và mùi hương này thì nó giống lúc mà tôi được thử ấy, đầu tiên thì tôi luôn hít. Đây, em nó vỡ trên da, tôi đưa lên hít liên tục. Nó giống hệt cái việc mà tôi đang căng phồng cái phổi ra để tôi có thể hít lấy tất tần tật những cái gì nó mới mẻ, nó thú vị, nó trong lành đến với cái lồng ngực của tôi vậy. Và em này mang lại những cảm giác như vậy. Và tôi nhớ rằng trong cái sự kiện mà tôi đi của Dada cùng với Sensio tổ chức cách đây ở tầm hơn tháng, thì Dada Achagong cũng chia sẻ rằng nếu như để chọn một cái mùi hương dành cho Việt Nam thì anh ta sẽ chọn mùi của Akatsuki. Tại vì ở bên Thái, nếu như bạn nào đã đi du lịch rồi thì các bạn cũng biết rằng là họ có rất là nhiều cái đường sắt trên cao, tàu cao tốc và nhà cửa xây san sát rong, rất là ít cây. Nhưng mà khi mà anh ta đặt chân xuống thành phố Hồ Chí Minh, sau đó bay ra Hà Nội, thì anh ta thấy rằng là ở Việt Nam mọi thứ nó quá là thiên nhiên, rất nhiều cây cối, đó là điều anh ta rất thích. Và nếu như để lựa chọn thì anh ta sẽ chọn Akatsuki là mùi hương đại diện cho cái lần đầu mà anh ta được trải nghiệm ở Việt Nam. Thì đấy cũng là cái câu chuyện mình muốn chia sẻ ở trong cái buổi đó. Mà thời gian tới thì mình cũng sẽ review một cái mùi, đó là mùi trà sen do Tada hợp tác với Sensio. Thì trà sen tôi sẽ cho vào lít nước hoa nữ, vì tôi nghĩ rằng là khi mà dry down con đó nó cũng hợp nữ hơn khá nhiều. Và nghe đến đây thì các bạn cũng rất là thích, rất là hào hứng, rất là tò mò về con này đúng không? Nhưng mà các bạn có một cái thắc mắc rằng mùi xanh ở trong nước hoa thường em thấy nó, một là đơn điệu, hai là chỉ được ban đầu, sau đó nó có thể là hơi sharpy một tí, hoặc là nó có cái cảm giác đắng để tạo nên cái mùi kiểu vừa xanh của lá và cả của rễ cây. Thì câu trả lời rằng các bạn không phải lo, tại vì xanh ở đây thì nó sẽ mix cùng với cái bay ngọt, cùng với cái cảm giác aquatic trong lành, mát lạnh xuất hiện, và nó sẽ xuyên suốt từ đầu tới cuối. Và cái nét ngọt ấy, nó không phải là cái nét ngọt của vanilla hay là những cái nét ngọt ấm của đậu vodka, mà để nó duy trì được một cái vai xanh tươi đầy sức sống ấy, thì cái nét ngọt đây nó như kiểu là cái cảm giác như kiểu những cái quả ổi để trong tủ lạnh, hoặc là những cái quả táo xanh vậy. Nó có một cái vị ngọt thanh rất dễ chịu, và hai cái kết hợp cùng ở trên da của mình thì Akatsuki mang tới một mùi hương ngọt, chill, trẻ trung, nhiều năng lượng. Và các bạn hoàn toàn có thể mặc được em nó vào những ngày trời nắng nóng 40 độ. Tôi khẳng định luôn là trái hoa này các bạn hoàn toàn có thể mặc được vào những ngày đấy. Nhưng mà có một cái vấn đề, đó là mặc dù em Ngọc trước cũng là khách mời kênh của tôi, và đến bạn nào theo dõi nền tảng TikTok thì Ngọc cũng nói rằng là em khá là đen, tại vì em có mua một tặng người bạn trái hoa này, thì ở trên da bạn ấy bị hơi chua.
Thì tôi không biết là ai đã sử dụng con chanh hoa này chưa, thì các bạn có thể feedback lại có bị cảm giác chua không. Chứ trên da tôi nó xanh xanh, nó ngọt ngọt, nhẹ nhẹ, thanh, rất là dễ chịu. Tôi chưa hình dung là mùi hương này chua thì nó sẽ như thế nào cả. Nhưng mà dùng rồi thì có thể feedback ở phía dưới nhá. Mùi hương của Akatsuki ở trên da mình thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chỉ biến chuyển đâu đó kiểu nhận thấy rõ rệt ở khoảng tầm 30 phút đầu thôi. Còn sau khi mà nó đã ổn định ở trên da rồi thì mùi hương nó sẽ chỉ nhẹ dần và nó sẽ trở thành một cái lớp áo mỏng mà bảo vệ ôm lấy cơ thể của bạn để đối phó với cái nắng nóng mùa hè ở cả Hà Nội lẫn Hồ Chí Minh hay là kể cả là ở Việt Nam nói chung. Nên là em này thì các bạn cũng đừng mơ mong là nó sẽ biến chuyển, nó sẽ nhiều tầng lớp phức tạp. Không, tại vì với một cái mùi thanh bình, chill, nhẹ nhàng, có thể đi thiền luôn cũng có thể được, thì mình nghĩ là một cái sự cầu kỳ phức tạp nó là không cần thiết. Thế nên là sẽ hợp với những người mà thích những cái sự đơn giản nhiều hơn. Akatsuki sẽ đáp ứng cực kỳ tốt. Rồi, tiếp tới thì chúng ta lại nói về phần hiệu năng của chai nước hoa này. Một cái mà các bạn rất là quan tâm vì lựa chọn nước hoa mùa hè, một cái mùi ngon xịt được 40 độ như ông Kiên chia sẻ, thì thường cái hiệu năng nó lởm. Thực ra thì nó cũng không quá lởm đâu, nhưng mà các bạn cũng đừng mong chờ nó quá tốt. Tại vì mùi hương này nó sẽ tỏa tốt trong vòng tầm nửa tiếng đầu. Tất tật đây mình sẽ chỉ nói câu chuyện là một xịt ở một vị trí. Và với mùi hương này thì mình test trung bình là khoảng tầm 3 đến 4 xịt. Thì sau khoảng tầm đâu đó 30 phút thì các bạn sẽ thấy là trước đấy nó sẽ tỏa khá tốt, tầm hơn nửa tay một tí. Và sau 30 phút thì nó nhanh chóng trở thành một mùi skin scent mỏng ôm trên da các bạn thôi. Và mình đảm bảo là bạn sẽ cần gió hoặc là ở những cái nơi mà các bạn tiếp xúc với những bạn bè nó gần gũi nhau thì các bạn mới có thể nhận ra. Còn không, chỉ có mình bạn có thể nhìn thấy mùi hương này thôi. Đấy là cái chia sẻ rất là rõ ràng. Còn cái phần độ lưu hương của Akatsuki thì trung bình khoảng tầm 5 giờ nhá, là không còn gì ở trên da nữa. Đây cũng là một con số mà các bạn cũng sẽ khá lăn tăn, tại vì với nhiều người mới biết dùng nước hoa thì các bạn thường có thói quen là tìm mùi mát này, ngọt này, bắn vào khủng thì không có đâu. Nhưng mà với khoảng tầm 5 tiếng tôi nghĩ đây là một cái mức ổn rồi. Tốt là sẽ khoảng tầm 7 tiếng, nhưng mà với khoảng 5 tiếng thì hoàn toàn là ok. Đủ để cho các bạn có thể sáng sớm những ngày cuối tuần các bạn dậy, các bạn đưa bạn bè, đưa người yêu đi ăn sáng, cà phê, chiêu chiêu buổi sáng đến tầm buổi trưa về thì mùi hương nó vẫn còn ở trên da các bạn, không phải lo lắng quá là nhiều. Hoặc là với những ngày mà các bạn có những hoạt động ngoài trời, ví dụ trong buổi sáng, các bạn có thể hoàn toàn mặc được em nó. Còn mùi hương này thì nó thật là, mặc dù tôi cho là nó vào lít của nam thôi, nhưng tôi có thể khẳng định với các bạn rằng là con này thì cả nam lẫn nữ đều có thể mặc được. Và với mình thì cũng không có giới hạn độ tuổi lắm, chỉ đơn giản bạn cần một cái mùi không quá cầu kỳ phức tạp, có xanh, đủ ngọt, bán tỏa trung bình để có thể mặc được những ngày trời 40 độ thì Akatsuki của Tada là thừa sức, thừa ổn và làm bạn cực kỳ hài lòng. Mùi hương nào trước tôi cho mẹ tôi ngửi phải đồn khen thôi. Và ui, mùi xanh hết, thích hết. Đấy, đấy là cái điều rất là hay ho. Và không biết là các bạn đã từng thử qua em này chưa thì rất mong các bạn có thể feedback, cảm nhận ở phía dưới. Và nếu như các bạn muốn làm nhà hương nào của nhà Tada, hoặc sắp tới ở trong cái list phân khúc cao ấy, Tada còn có, mà ở không, Sensio còn phân phối Satori, một trong những thương hiệu đến từ Nhật Bản và mùi cũng cực kỳ hay ho và thú vị. Bật mí nhá, đó là trong list của nữ ở phân khúc cao thì tôi sẽ cho một mùi dưa vàng và cực kỳ chân thật vàng. Nếu các bạn thích thì các bạn nhớ để lại bình luận nhé. Bình luận cái gì cũng được để đẩy cái video nó lên được nhiều người biết hơn. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.